Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, vàng đi sâu trợ khách hàng mình vì vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một khu dân cư xây dựng mới rộng 20 căn nhà thuộc trục đường Nguyễn Thái Sơn, trung tâm phường 5 quận Gò Vấp. Nhà mình thì sát bên ngã năm Gò Vấp luôn, di chuyển chỉ khoảng 3 phút thôi. Cũng như là tại đây thì mình kết nối với đường Phan Nhân Trị, đường Phạm Văn Đồng, sát bên trường Đại học Công nghiệp, trường Đại học Văn Lang luôn nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một cặp siêu phẩm nhà phố nè, đang được gia chủ rao bán chỉ hơn 8 tỷ một tí thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn á. Đó, và căn siêu phẩm hôm nay Hằng Ni giới thiệu một cặp nhà phố trong khu này nha. Khu này thì hôm trước Hằng Ni có quay 3 căn bên trong này rồi. Và căn nhà phố hôm nay em giới thiệu nè, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Căn thứ nhất nè, căn thứ hai nha cả nhà. Hai căn này thì giá bán giống nhau luôn. Mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với những cái lâm nhà dạ gỗ đèn trần chiếu sáng á, vô cùng thông thoáng luôn. Và lạc tại một khu dân cư xây dựng đồng bộ gồm 20 căn nhà nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 14m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Bắc, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là đông tứ trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, sân thượng trước sau đầy đủ luôn. Nhà thì đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất bên trong nhà rồi. Mình có mặt tiền phía trước luôn nha cả nhà. Chúng ta có thể làm nơi đổ xe ô tô. Mình để chiếc xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ rất là thoải mái luôn á. Và cặp nhà này thì gia chủ mình đang rao bán cho mỗi căn như vậy với giá bán là 8 tỷ 050 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Và cùng em chúng ta dạo quanh một đoạn khu này để tham quan nè. Hôm trước thì ba căn bên hướng này đó cả nhà, em có quay rồi đó. Đó, giá bán thì chỉ từ 8 tỷ 500 triệu đồng nha. Đa dạng diện tích luôn. Em đi dạo một đoạn để chúng ta cùng tham quan. Đường trước nhà của mình thì được trải nhựa hiện hữu rộng 5m. Khu này thì mình vào chiếc xe ô tô 4 chỗ rất là thoải mái nha cả nhà. Mình vào 7 chỗ thì Hằng Ni thấy hơi chật một tí. Bên trong nhà mình thì đậu mấy chiếc 4 chỗ rất là thoải mái luôn á. Đó, diện tích chiều ngang 4m, chiều sâu là 14m lận. Phía ngoài ngoài này đang còn mấy căn đang xây dựng nữa nè. Ngay khu nhà thuộc trục đường Nguyễn Thái Sơn, kết nối với đường Phan Văn Trị, đường Phạm Văn Đồng. Tại đây thì chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Đó, dãy này thôi mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 căn rồi. Còn bên trong một lô đất nữa, xây thêm một căn nữa là 9 căn nha. Khu này thì nội bộ gồm 20 căn nhà. Hàng xóm thì ở cũng hiện hữu gần hết rồi đó. Ở cũng trên 50% rồi. Chỉ còn một số căn đang rao bán thôi. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nè. Với diện tích chiều ngang là 4, chiều sâu là 14 nha cả nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Đó, hôm nay thì em sẽ quay căn phía bên tay phải của em nha. Hai căn thiết kế giống y chang nhau luôn. Và nhìn từ phía bên ngoài thì gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm Sinpha kính cường lực 10 ly bên trong nữa. Khoảng này thì thông lên phía trên nè. Ô cửa giếng trời lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Nhà mình thì gia chủ đang trao cho căn này với mức giá là 8 tỷ 050 triệu đồng nha cả nhà. Em đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Phòng khách thứ nhất hoặc là nơi để đổ xe ô tô á. Bên trên thì mình thông tầng nè, có trần chìm giật cấp, đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Hai phía bên thành tường của mình thì được gia chủ mình ốp đá nha. Đây, ốp đá cao 1,5m nè. À, phía bên dưới là gạch nhám 80-80. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly nè. Và cuối nhà của mình thì khoảng không gian khu vực phòng bếp. Chúng ta có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế. Tủ bếp thì đầy đủ hết rồi, mình có máy hút mùi, bồn rửa, cũng như là kệ ốp chén nè. Và di chuyển phía cuối ngôi nhà được gia chủ thiết kế làm không gian thông tầng lên khu vực sân thượng phía trên luôn. Nhà thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Và mình có không gian khu vực toilet cuối nhà. Lavabo, gương soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nha. Và em sẽ nhắc lại, nhà mình với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 14m nha cả nhà.
ngay phía bức tường khu vực bàn ăn nè, được gia chủ mình ốp những cái nhựa PVC giả đá, mình có những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn nè, kết hợp thêm những cái làm nhựa giả gỗ nha, đó làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Và căn này thì với công năng sử dụng rồi phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó thì mình có phòng thờ, sân thượng đầy đủ luôn. Thôi và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng, được gia chủ thiết kế làm phòng khách tại đây nè. Mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Bên trên là có trần chìm giật cấp kết hợp với đèn chùm, đèn led âm trần. Và mình có ô cửa kính trời luôn nè. Chỗ thẳng ra khu vực sân thượng bên trên cũng như là tầng trệt phía bên dưới nha. À, nhà thì đầy đủ nội thất rồi, tặng lại toàn bộ chủ khách hàng mình khi mua luôn. Phía dưới này thì chúng ta có những cái hộc tủ mình để đồ ở cả nhà, để dàn karaoke, dàn loa gì đó, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Phòng khách là phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke. Thôi và cùng em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục các phòng ngủ nha. Đó, tầng lửng của mình nè. Đó, mình để đồ, kệ tủ trưng bày, tủ để rượu cũng được luôn. Mỗi tầng như vậy, gia chủ thiết kế làm 2 phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Và Hằng Ni đang có mặt tại tầng lửng nhìn xuống phía dưới nè. Nhà thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, thuộc hướng chính là hướng Bắc nha cả nhà. Hướng này thì không có nắng vào buổi chiều đâu. Thôi và cùng em chúng ta di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Mình có 2 phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Phòng thứ nhất là nằm ở phía sau của ngôi nhà. Chúng ta có đầy đủ rồi, kệ tủ tivi, giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Có đường dây cấp ống đồng máy lạnh đầy đủ rồi nha. Và toilet sử dụng riêng bên trong luôn. Vách kính ngăn riêng, nhà lavabo, gương soi, bồn vệ sinh, gạch thì ốp phun trần luôn á. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được nha cả nhà. Hả? Đây, có ô cửa nhỏ nhỏ phía bên trên nè, đánh sáng trực tiếp ra ngôi nhà. Nước thì cũng rất là mạnh luôn á cả nhà. Đó. Đây. Và phía sau này mình có khuyên thêm khoảng không gian khu vực ô cửa sổ, chỗ khu vực giếng trời. Phòng phía sau thì có ô cửa sổ giếng trời, phòng phía trước thì có ban công nha. Đó, đầy đủ nội thất hết rồi. Và Hằng Ni di chuyển cái không gian khu vực phòng ngủ thứ hai, nằm ở phía trước nha cả nhà. Mình có cửa ra vào bằng cửa gỗ nè. Mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng hết. Toilet thì cũng đầy đủ các trang thiết bị rồi. Gương soi, lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần luôn. Và mình có máy hút mùi nè, quạt hút mùi Senco nha. Và không gian khu vực phòng ngủ nằm ở phía trước nè. Chúng ta có sofa, sorry cả nhà, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, tủ quần áo và ban công chỗ ra phía trước. Đây, em di chuyển đi chúng ta cùng xem nè. Đó, ban công thì chỗ ra 1m nha cả nhà. Ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, rất là đẹp luôn. À, đây. À, quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và em di chuyển lên không gian khu vực lầu thứ hai để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Nhà mình kết cấu là một trệt một lửng 2 lầu, thêm sân thượng nữa, một trệt một lửng 3 lầu nha cả nhà, 4 phòng ngủ. Lầu 2 thì gia chủ thiết kế cũng giống y chang tầng bên dưới vậy đó. Phòng thứ 3, phòng thứ 4, cho nên em sẽ lia máy nhanh nha. Đó. Phòng này thì gia chủ mình đang để trống nè, chưa có nội thất, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Phòng phía sau thì mình làm phòng làm việc, phòng karaoke, phòng đọc sách, phòng sinh hoạt chung. Có toilet sử dụng riêng luôn á, hoặc là làm phòng để quần áo. Phòng phía trước thì mình làm phòng ngủ cũng rất là tiện luôn. Đó, gia chủ hiện tại đang để trống nha. Nhà này mà chúng ta mua đầu tư cho thuê có thu nhập hàng tháng cũng rất là tiện luôn. Ngay sát bên trường đại học, cho nên là cho thuê rất là dễ luôn cả nhà. Và phòng phía trước nè. Đây. Có toilet sử dụng riêng, lavabo, gương soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần. Và phòng phía trước đây có rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi, ban công chỗ ra phía trước. Phòng này thì phòng trống nha. Bên trên thì có trần chìm giật cấp á. Ban công nè. À. À.
Thôi vậy cùng Hằng đi, chúng ta di chuyển lên không gian khu vực sân thượng phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ly nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đúng nhu cầu của khách hàng mình đang cần và em di chuyển lên không gian khu vực sân thượng. Phía bên trên thì được gia chủ thiết kế cô cửa kính trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Mình có những cái khung sắt bảo vệ rất là kiên cố rồi, ánh sáng trực tiếp cho cầu thang á cả nhà. Và có sân thượng phía sau. Sân thượng phía sau thì mình trồng cây, trồng hoa, trồng rau, khu vực sân phơi, khu vực giặt sấy của gia đình mình. Đây, view thì rất là thoáng luôn. Đó, hành lang thoát hiểm nè. Đó, bên trên thì gia chủ mình đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời nha. Tầng tâm phía bên trên gia chủ thì hiện tại đang có một cặp, căn thứ nhất và căn thứ hai. Mình mua hai căn mình cho thuê cả nhà. Kinh doanh căn hộ dịch vụ cũng rất là tiện luôn. Có toilet sử dụng riêng á. Và không gian khu vực ban công phía trước nè. Đây, ban công phía trước của gia đình mình. Đó, mình để thêm bàn trà kèm ghế ngồi, cũng như là thiết kế làm khoảng sân vườn trồng cây trồng hoa nha. Gia đình mình quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ, ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly rượu cũng rất là hay luôn á. View thì quá thoáng luôn rồi. Đó, đẹp chưa? Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Cũng như trong khu này thì hiện tại có tới 5-6 căn đang giao bán luôn. Có 3 căn này luôn nè. Nếu mà quý khách hàng mình thích mẫu thiết kế phía bên này thì mẫu hơi tầng cổ điển một tí á, ban công bằng nhôm đúc nguyên khối á. Còn căn bên đây thì theo thiết kế hiện đại nha cả nhà. Đa dạng diện tích, đa dạng thiết kế cho khách hàng mình lựa chọn luôn. Và căn cuối cùng nè. Đó, căn cuối cùng cũng đang rao bán luôn. Khu này thì với giá bán là từ 8 tỷ thôi nha. Chúng ta đã sổ một căn nhà phố rồi. Và quý khách hàng mình quan tâm hãy alo cho em nha. Rồi video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.